Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về vụ cháy nhà ở kết hợp sửa xe máy trên đường Hải Thượng Lãng Ông, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận làm 3 người cùng gia đình và 1 người hỗ trợ cứu nạn bị tử vong. Nội dung văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn, có hình thức động viên, khen thưởng phù hợp với cá nhân tham gia hỗ trợ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.